trước mắt các bạn hoàng nha, hành vi đang test âm của cặp mic đến từ thương hiệu Enden Pro và mã là MQ7, một dòng mic được nhập khẩu nguyên khối từ công ty Enden Pro, chính hãng rất hay mà nha, tiếng trong trẻo và hùng tráng. Gió cuộn mấy đưa về làm không gian chờ tôi, khu phố xưa điều tàn vì tay quân giặc thù. Nghen nào tôi nghe nhớ trời đất mơ, xót xa phố phương hồi dâng bao cơm hơn. Lối nhỏ xưa đâu còn, chân thành đàn hát nhá. Hello tất cả bác và anh em nhé. Chào mừng tất cả bác và anh em là những người đam mê karaoke. Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyễn đang giới thiệu về một mẫu mic hay còn gọi là micro không dây đến từ thương hiệu Enden Pro. Thì đây là một mẫu mic được nhập khẩu nguyên khối, nguyên chiếc mới tinh từ công ty Enden Pro. Và mic này nó có mã là MQ7. Thì với một thiết kế hết sức sang trọng và đẹp mắt, giúp cho người hát karaoke lên một tầm cao mới. Thì khi mà nói về những cái bộ dàn karaoke bác nhé, thì bộ mic nó chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong một dàn máy. Nếu mic ngon, mic xịn ấy, thì nó sẽ tránh được rất nhiều cái yếu tố như là rú rít này, tiếng ù của mic này, bát ấy, và tiếng oang của giọng trung. Mic chuẩn ấy thì giúp cho người hát sẽ được hay hơn, hát nhẹ hơn, nó bay hơn và dễ hát hơn trong quá trình mà hát karaoke không tốn sức. Thì ngày nay em giới thiệu bác về một mẫu mic như vậy bác nhé. Nó thể đáp ứng được tiếng mic, tiếng ca mình ấy, nó rất là bay, nhẹ thoáng. Tiếng bass thì mềm này, trung thì ngọt và giải cao thì không bị vỡ. Thì đây là một bộ mic bên em nhập về là nguyên khối nguyên chiếc này, bác thể quan sát đấy. Nguyên thùng hộp này. Đấy, thương hiệu đó là Enden Pro. Và mã của nó là mã MQ7. Nhập về là nguyên thùng nguyên xốp đó nhá. Và chế độ bảo hành cho cái mic này nó là 1 năm. Đấy. Bảo hành cho đầu thu 1 năm, còn tay mic thì nó ngắn hơn, bởi vì mic nó phụ thuộc vào yếu tố của bác cầm đúng không? Rồi này có thể rơi rứt. Đấy, như đầu thu là đầu nó để cố định. Thì những phụ kiện đi kèm ấy bao gồm một đầu thu, hai anten dài, đấy, hai tay mic này, chống lăn, cục nguồn, dây 6 ly và tai mic. Thì tất cả những mic nào cũng giống nhau nhé, đều có như vậy thôi. Và pin thử mic. Thì đây là mic em nhập về là mới tinh này. Đấy, cho nên là các bác an tâm. Thì với cái dòng mic này em đã thử rồi, nó có những cái đặc điểm sau này. Thứ nhất với nhé, mic này nó là một mic, dòng mic 6 số tự ngắt. Đấy, các bác có thể thay đổi tai mic bên A sang bên B hoặc bên B sang bên A. Đấy, một dòng mic 6 số tự ngắt này và có khả năng dò sóng sạch. Tức là các bác sẽ tìm cho mình một tần số hay nhất, sạch nhất để mình hát karaoke. Nó không bị lẫn các cái tạp sóng bên ngoài như là từ trường trái đất này, sóng điện thoại, wifi này, sóng điện lưới này, sóng âm thanh vân vân. Tức là nó không bị lẫn vào đây. Nó sẽ lựa chọn cho mình một cái tần số để không bị tất cả cái dòng cái sóng khác ấy, nó chèn vào. Nó tránh cái việc mà xôi nhiễu hoặc là ngắt mic. Đấy. Thì với cái mic này ấy, có mỗi một kênh nó có rất nhiều tần số nhé. Nó lên tới là gần 200 tần số, tức là gần 200 kênh. Thì thao hồ các lựa chọn kênh để phù hợp với cứng tay mic 1 đó. Và mic này ấy, khi các bác mà bật tay mic lên thì bác không cầm lên, không cầm tay vào, thì để xuống bàn này 3 giây tự ngắt. Tức là nó ngắt và nó không thu cái, không thu tín hiệu bên ngoài vào ấy, ví dụ như là gió này, rồi tiếng kêu này, rồi là giọng nói người này, thì nó sẽ tránh xung đột giữa hai mic đó. Khi bật hai mic lên ấy mà nó không ngắt ấy, để xuống này, nó sẽ xảy ra rất nhiều hiện tượng như là ung ung oa rồi các kiểu nhá, bởi do cái tiếng vang vọng của cái mic ở loa phát ra. Tiếp theo nó không dùng bạn thì để xuống bàn này,
15 phút sau nó ngắt. Đây là những tính năng đặc biệt nhé, 6 số tự ngắt. Và với thiết kế đầu thu nó rất là đẹp các này. Các bạn nhìn vào đây, một màn hình ở giữa. Và mỗi một kênh ý, nó có các nút sau nữa để thay đổi tần số này. Đấy. Dò sóng xét lại này, tăng giảm vô lượng này. Thì khi dùng bác lên để em vô lượng khoảng tầm to nhất là 31, còn khi dùng bác để em khoảng 22 24 thôi mới nhá. Đừng để to quá nó vỡ mic. Đấy. Từ 22 24 thôi, tùy theo cái mình để đẩy để vang. Để làm sao nó hợp lý. Đây là một dòng mic xịn mới nhá, mic cổ hãng đấy. Đây là phía trước. Còn phía sau của dòng mic này nó thiết kế rất là chuyên nghiệp các nhá. Các bạn quan tâm này. Rất chuyên nghiệp luôn. Đây bác nhìn này. Đấy. Anten dài cho nên sóng sóng nhé, khỏe. Con này sóng rất khỏe bác nhá. Không ngắt câu. Đấy. Chạy điện áp là 12V DC, dòng 500. Có hai nút chỉnh độ nhạy này, hai đường mic ra cho tay chuyên nghiệp này và một cái dây cắm 6 ly này. Khi dùng mình dùng 6 ly thôi. Còn nếu bác muốn chơi chuyên nghiệp thì mỗi tay mic một cái cổng ra. Nó đầy đủ tính năng hết bác nhá, không thiếu cái gì cả. Đấy. Tóm lại như vậy. Sóng rất tốt. Khỏe, không bỏ câu. Âm mic thì hay. Giá thành hợp lý nhá, hình thức thì đẹp. Đấy. Thì một cái bộ mic thì bên em đã cung cấp với giá rất tốt cho các bạn. Nếu mà hãng đưa ra là hơn 4 triệu nhưng mà em cố gắng sao là kiềm chế cái giá lại để bán cho các bác hợp lý. Thì em đang chào bán với giá là 3 triệu 500 nghìn đồng nhá, bao ship cho các bác. 3 triệu 500 nghìn đồng bao ship. Đấy, bảo hành 1 năm. Tất cả phụ kiện này bên đây. Và cái này nó còn là cấp mức độ từ cái dây buộc có thể nữa trước không. Đấy, đầu mạ vàng đây. Rất đẹp các nhá. Đồng mic này thì các bác dùng thoải mái. Tay mic thì nó hợp kim, nó là hợp kim nhôm, được mạ chrome, không bám vân tay. Đấy, màn hình ở giữa, mic khởi động rất là nhanh luôn, nhìn đẹp chưa ạ? Đây là cái tem của hãng đây, nó trùng khớp với tem của đầu. Đó. Rất đẹp các nhá, mic đẹp, mic mới tinh đấy. Và tính chi tiết của nó này, bác này nó làm cả những cái nút nhựa để lắp vào cái đầu chân cắm này. Đấy, bác thấy mic hãng bao giờ nó cũng có kiểu nó làm chi tiết từ hộp xốp bên ngoài, từ những cái đường nét nhỏ nhỏ ấy, rất là hay. Thì mọi thông tin mua sắm các bác liên hệ với em số điện thoại 0936 583 140, hay Nguyễn Gia Hoàng Toàn Quốc nhé. 3 triệu 500 nghìn đồng một bộ mic này. Xin chào bác nhé.